Với sự tiến bộ vượt bậc, thăng lên hạng 27 trong bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Unison Rice Việt Nam Open năm 2023. Giải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 tại nhà thi đấu câu lạc bộ Nguyễn Chu, thành phố Hồ Chí Minh. 283 tay vợt đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài 5 nội dung đơn nam đôi nữ và đôi nam nữ. Nước chủ nhà Việt Nam tham dự với 17 tay vợt nam và 14 tay vợt nữ. Trong đó chỉ có Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng được vào vòng chính đơn nam và Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư được vào vòng chính đơn nữ. Ngay cả tay vợt gạo cội Nguyễn Tiến Minh vừa mới vô địch quốc gia ở tuổi 40, nhưng do ít thi đấu quốc tế trong thời gian vừa qua nên thứ hạng thấp, buộc phải dự từ vòng loại. Nét mới của giải năm nay đó là ban tổ chức quyết định tăng tổng tiền thưởng từ mức 75.000 đô la lên thành 100.000 đô la theo quy định của Liên đoàn Cầu lông Thế giới dành cho giải BWF Tour Super 100.